các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Người thuộc nhóm LGBTQ+ có nguy cơ mắc các bệnh não cao hơn. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những người trong cộng đồng LGBTQ+ có nguy cơ gặp phải các vấn đề về sức khỏe não bộ bất lợi cao hơn so với những người có giới tính bình thường. Nghiên cứu lớn mới được công bố trên tạp chí Neurology với hơn 393.000 người trưởng thành thuộc cộng đồng LGBTQ+ tham gia. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nhóm người này có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe não bộ cao hơn đến 15%, bao gồm chứng mất trí, đột quỵ và trầm cảm lần đầu ở độ tuổi 60 trở đi. Các tác giả đã nghiên cứu sức khỏe não bộ của nhóm cộng đồng xoáy vào chứng mất trí, đột quỵ và trầm cảm. Trong số 393.041 người với tuổi trung bình 51, kết quả cho thấy nhóm cộng đồng LGBTQ+ có tình trạng sức khỏe não bộ kém. Các chuyên gia cho biết nguy cơ gia tăng có thể xuất phát từ các yếu tố tâm lý xã hội và sinh học, căng thẳng mãn tính, phân biệt đối xử và kỳ thị có thể dẫn đến các tình trạng sức khỏe tâm thần bao gồm trầm cảm và lo âu, từ đó có thể làm sức khỏe não bộ ngày càng giảm sút. Sự bất bình đẳng về mặt cơ cấu trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng có thể là nguyên nhân. Chúng ta không thể bỏ qua yếu tố của chính hệ thống chăm sóc sức khỏe. Nhiều nghiên cứu trên khắp thế giới cho thấy rằng các nhóm dân số này không phải lúc nào cũng được cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sự phân biệt đối xử với họ là rất phổ biến. Điều này dẫn đến việc bệnh nhân không được theo dõi và không được thực hiện các xét nghiệm, dẫn đến sức khỏe tổng thể của họ tồi tệ hơn. Các chuyên gia cũng cho biết, chủ động thiết lập thói quen lành mạnh có thể giúp bảo vệ sức khỏe não bộ. Những hành vi đó bao gồm duy trì hoạt động, bỏ hút thuốc lá, làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có hiểu biết và kiểm soát căng thẳng, cũng như các yếu tố nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên, việc giải quyết các vấn đề lớn hơn về chăm sóc sức khỏe toàn diện và giảm phân biệt đối xử là điều kiện cần thiết để bảo vệ lâu dài kết quả sức khỏe của cộng đồng LGBTQ+. Vào năm 2022, trang web xếp hạng đại học và tài nguyên giáo dục bestcollege.com đã công bố khảo sát cho thấy cứ 4 sinh viên LGBTQ+ tại Mỹ thì có hơn một người đang cân nhắc bỏ học vì những thách thức liên quan đến sức khỏe tâm thần. 92% sinh viên LGBTQ+ cho biết tình trạng sức khỏe tâm thần của họ ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích học tập. Nhà phân tích Jessica Bryan đến từ Bates College nhận định, về mặt giáo dục, tình trạng này ảnh hưởng đến tất cả các mặt của đời sống trong tương lai. Nếu chúng ta thấy ngày càng ít sinh viên LGBTQ+ hoàn thành đại học, đồng nghĩa với việc sẽ có ít thành viên cộng đồng này tham gia lực lượng lao động hơn. Đây là điều không hề tốt, thậm chí có hại cho mọi thành phần xã hội. Kết quả thống kê cho biết có 21% người Mỹ thuộc thế hệ Z, những người sinh từ năm 1997 đến năm 2003, hiện đã xác định mình là LGBTQ+. Những người trẻ này cho biết phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe tâm thần khi bắt đầu bước chân vào đại học. Họ bị ngắt kết nối với các mạng lưới hỗ trợ xã hội dành cho sinh viên, phải vật lộn tìm cách khẳng định LGBTQ+ với bạn bè và thầy cô. Rào cản tài chính, những khó khăn trong đặt lịch hẹn tư vấn tâm lý cũng như tình trạng thiếu chuyên gia tư vấn bài bản cũng là những trở ngại khiến họ không được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần khi cần. Để giải quyết những thách thức về sức khỏe tâm thần đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa. Ngay cả các giáo sư, nhà quản lý và nhân viên trong trường cũng cần được cung cấp năng lực văn hóa để đảm bảo sự thấu hiểu. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, một con số thống kê đáng lo ngại cho thấy 71% thanh niên trong cộng đồng LGBTQ+ cho biết họ cảm thấy buồn hoặc tuyệt vọng trong ít nhất 2 tuần mỗi năm. Trong chặng đường dài đấu tranh nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về cộng đồng LGBTQ+, những người ủng hộ quyền LGBTQ+ tại Hồng Kông đã nức lòng khi một cặp đồng tính nữ ly thân đã được quyền công nhận là người giám hộ hợp pháp cho hai đứa con của họ. Nếu đạt được việc thừa nhận hôn nhân đồng giới sẽ là một bước tiến tích cực. Vấn đề lớn nhất và gây sốc nhất tại Hồng Kông không phải là luật bảo vệ con người trong cuộc chiến chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục hoặc giới tính của họ,
Tuy điều này đã được thảo luận từ những năm 1990, nhưng hiện nếu bạn bị sa thải hoặc bị phân biệt đối xử vì xu hướng tính dục, bạn không được pháp luật bảo vệ.